Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Do Thái sẽ dùng hành động pháp lý nhắm vào ông Macron sau khi mà họ ban cấm phía Do Thái có một buổi triển đảm trong cái vấn đề quân sự. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng của Do Thái là ông Israel Katz cho biết trong ngày Chủ nhật là ông có thể ra lệnh cho cái Bộ Ngoại giao công bắt đầu tiến trình pháp lý nhắm vào Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron sau khi mà Paris đã ban lệnh cấm các công ty của Do Thái không được tiện lãm trong một cái cuộc tiện lãm quân sự và hải quân diễn ra tại nước Pháp. Quyết định ban cấm các công ty của Do Thái là một cái hành động mới nhất trong cái cuộc gọi là chỉ trích của chính quyền ông Macron với lại Do Thái trong cuộc chiến tại giải Gaza và Lebanon. Và cái Chương trình thiện lãm này có tên gọi Euro Naval, tức là cái uh, hải quân của Euro được tổ chức từ ngày 4 tới ngày 7 tây tháng 11 ở tại Paris. Và trong đó, trong bản statement vào tuần trước thì uh, chính quyền pháp đã thông báo cho phía phái đoàn do thái biết là họ không được phép mang tất cả những cái uh, vũ khí hoặc là những cái uh, uh, liên quan tới quân sự để uh, triển lãm trong cuộc trận lãm hải quân này và họ sẽ bị ngăn cấm và tôi đã ra ra lệnh cho bộ ngoại giao là phải có những hành động pháp lý và ngoại giao nhắm vào tổng thống pháp quyết định mà đối phó với các công ty của do thái trong cái show triển lãm này là uh, rõ ràng là cái hành động phân biệt đối xử với do thái ông cát đã phát biểu trong một cái uh, lời phát biểu ở trên trang X và việc tẩy chay các công ty do thái là lần thứ hai này và là đây là điều gọi là không thể chấp nhận được và không có một cái tiến trình dân chủ và nó sẽ không được chấp nhận trong một quốc gia được xem là thân hữu của Do Thái. Tôi thúc giục ông Tổng thống Macron là phải hủy bỏ tất cả những cái quyết định này. Đây được xem là phản ứng mới nhất của Do Thái đã đưa ra ngay sau khi mà các công ty quốc phòng của Do Thái đặc biệt liên quan tới hải quân đã bị ngăn cấm trong cuộc triển lãm về hải quân ở tại Paris. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay bom của do thái đã dội vào trong một cái nhóm được xem là tài chánh có liên hệ tới hezbollah ở miền nam lebanon bản tin mới nhất cho biết thì phía do thái đã đánh bom vào một cái chi nhánh ở lebanon có liên hệ là cáo buộc có tài chánh quan hệ với lại nhóm hezbollah và các giới chức của lebanon cho biết trong ngày chủ nhật và đây được xem là cuộc gia tăng tấn công mới nhất của do thái trong hơn một tháng qua trong cái cuộc chiến chống lại nhóm dân quân hezbollah cơ quan truyền thông có tên gọi là National News Agency đã cho biết là ít nhất là có 3 chi nhánh của một cái mạng lưới có tên gọi là Ankar al -An Hassan trong đó gần như là bị tấn công ở phía nam ở Lebanon nơi được xem là xào huyệt của Hezbollah tại đây và một cuộc không tập khác đã nhắm vào một cái chi nhánh của cái tổ chức này ở phía đông của Lebanon là khu vực của Bekaa area theo tường trình của National News Agency đã đưa ra và trong cuộc báo cáo này thì cuộc không tập đã tấn công gần phi trường của Beirut trong đó gần như là đang có một cái uh, tuyến đường gọi là hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này giữa lúc mà đang có cuộc giao tranh. hãng thông tấn AFP đã đưa ra những cái hình ảnh cho thấy khói đã bốc lên từ ở các cái khu vực bị tấn công. Cuộc tấn công diễn ra sau khi do Thái cho biết họ đã tấn công hàng chục các cái uh, vị trí uh, tấn công ở tại Lebanon vào ngày chủ nhật. Giữa lúc mà Hezbollah cho biết là có hàng loạt các đạn rocket của họ bắn ngang qua biên giới và đụng độ với lực lượng binh sĩ do Thái tại biên giới. Trong khi đó thì lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại miền Nam Lebanon cho biết lực lượng do Thái đã gây thiệt hại cho họ ở trong việc mà tấn công vào một số những vị trí có liên quan tới lực lượng này. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là ông Joe Afghan đã lên tiếng vào ngày Chủ nhật cho biết là lực quân, lực quân sự của họ đã gia tăng các cuộc không tập tại Lebanon nhắm vào nhóm Hezbollah, phá hủy tất cả những vị trí mà Hezbollah dự tính là sử dụng để mà tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Đây được xem là những cuộc tấn công mới nhất của phía à, Do Thái nhắm vào ít nhất là ba cái chi nhánh của một tổ chức được xem là có hoạt động tài chánh liên can tới mạng lưới của Hezbollah được nhà nước Iran hỗ hỗ trợ để được xem là bản báo cáo mới nhất về chiến sự diễn ra tại miền nam Lebanon giữa lúc mà Do Thái đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Iran. Cùng một lượt thì phía Do Thái đã lên tiếng xin lỗi cuộc không tập đã khiến cho ít nhất là 3 binh sĩ của Lebanon bị thiệt hại mạng. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quân sự Do Thái đã xin lỗi vào ngày thứ hai cho một cuộc không tập mà trong đó khiến cho 3 binh sĩ của Lebanon đã bị thiệt mạng ở phía nam của quốc gia này và nói rằng Lực lượng này nên tránh xa những cái khu vực có giao tranh giữa phía Do Thái và phía nhóm dân quân Hezbollah cuộc không tập của Do Thái đã nhắm vào hàng chục các cái uh, hoạt động tài chính của Hezbollah và trong đó Do Thái cho biết đã sử dụng nguồn ngân quỹ này để mua thêm vũ khí đạn dược và tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Tuần trước thì Hezbollah cho biết là họ sẽ bước qua một cái giai đoạn mới để mà chống lại cuộc xâm lăng họ mô tả là của Do Thái trong lúc mà phía của Do Thái đã sát hại được một trong những lãnh đạo hàng đầu của Hamas là Yahya Sinwar trong cuộc giao tranh của Do Thái ở tại giải Gaza và Sinwar được xem là kẻ đã kiến trúc ra cuộc tấn công tại Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu cam kết rằng là ông sẽ loại trừ Hamas và sẽ phục hồi hàng chục các cái việc mà gọi là và con tin đang bị bắt giữ bởi cái nhóm khủng bố này. Và Hamas cho biết là họ sẽ chi trả tự do con tin cho phía của Do Thái sau khi mà có hiệp ước ngưng bắn và toàn bộ lực lượng Do Thái phải rút khỏi giải Gaza tất cả và trao trả tự do cho tất cả những con tin của những tù nhân của Palestine đây được xem là những biến chuyển mới nhất diễn ra ở tại khu vực của Trung Đông trong đó thì do Thái vẫn tiếp tục có hai mặt trận ở tại miền Nam Lebanon và phía Bắc của do Thái là giải Gaza đây được xem là một trong những cái cuộc tấn công mới nhất và trong ngày thứ hai lực lượng do Thái cho biết là họ đã có một cái lời xin lỗi với lại các binh sĩ của Lebanon sau khi mà đã có ba binh sĩ Lebanon đã bị thiệt mạng trong các cuộc không tập của họ diễn ra vào ngày hôm qua chủ nhật đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày nay giữa lúc mà đồng minh của mình bị tấn công, Iran chuẩn bị đối phó với cuộc không tập và tấn công trả đũa của do Thái, Iran đang tìm cách có thể bảo vệ cho tất cả những cái căn cứ quân sự của họ kể từ khi mà họ tấn công vào lãnh thổ do Thái vào ngày 1 tây tháng 10. và một cái tổ chức ủng hộ cho chế độ của Iran là một cái tổ chức truyền thông cho thấy là các cái hình ảnh của những chiếc hỏa tiễn và trong đó có thể ngăn chặn tất cả những cái hỏa tiễn từ do Thái bắn vào lãnh thổ của uh, Iran nếu như do Thái tấn công theo tường trình của tàu Washington. Post đã đưa ra, cho Thái cho biết là họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho một cái tiến trình trả đũa vào cái cuộc tấn công ngày 1 tây tháng 10 vừa qua mà Iran đã bắn 181 hỏa tiễn vào lãnh thổ của Do Thái. Chúng tôi đang có nỗ lực trong những ngày gần đây để mà kiểm soát tất cả những cái khu vực của chúng tôi và chúng tôi không sợ chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng cho chiến tranh và cùng một lượt chúng tôi cũng không muốn có chiến tranh. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Iran là ông Abbas Agarchi đã phát biểu trong lúc mà ông viếng thăm thủ đô Baghdad của Iraq vào tuần trước và Iran dường như đang chuẩn bị cho một cái cuộc tấn công từ phía của do Thái và chính quyền của châu Ên thì hiện nay đang tìm đủ mọi cách để giảm đi căng thẳng tại khu vực này họ có thể đưa ra kết luận là do Thái muốn loại trừ tất cả những cái cuộc đe dọa trong đó gồm có Hamas, Hezbollah và Iran đó là lời phát biểu của Valinas được xem là một chuyên gia về Trung Đông là một giáo sư cao cấp của trường đại học Johns Hopkins và đặc trách về vấn đề quốc tế đã cho biết trong một cái cuộc phỏng vấn và Iran đã bắt đầu à, đặt lắp đặt tất cả những cái hỏa tiễn đạn đạo xung quanh các cái vị trí quân sự của họ à, để đề phòng phía do Thái tấn công vào các vị trí này. Trong khi đó thì phía do Thái cho biết là họ đang chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tuy nhiên, thì bản kế hoạch chi tiết của cuộc tấn công này dường như đã bị tiết lộ trên trang Telegram và đã khiến cho phía của chính quyền Joe Biden lúng túng trong việc mà ai là người đã tiết lộ những cái tập kế hoạch mà trong đó chính quyền của Joe Thái đã chuyển cho phía bộ quốc phòng của Hoa Kỳ cũng như thông báo cho ông Joe Biden biết về kế hoạch cái tấn công và trả đũa nhắm vào khu vực quân sự của phía Iran. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất đang diễn ra. Trong khi đó thì một số người chống đối là chế độ của Iran đã mong muốn rằng cuộc tấn công của Châu Thái sẽ giúp khởi động cho một cái cuộc lật đổ chế độ hồi giáo tại Iran, nơi được xem là đã bị cai trị hơn 40 năm qua dưới sự cai trị khắc nghiệt của chế độ hồi giáo Iran và trong đó người đứng đầu là ông Ayatollah Ali Khamenei. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Vladimir Putin đã chủ trì cho hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS và trong đó lên tiếng và nói rằng Tây phương không thể nào loại trừ Nga ra khỏi sân khấu trên toàn cầu. Chỉ còn vài ngày nữa thì ông Vladimir Putin sẽ bắt tay với hàng loạt các lãnh đạo của thế giới trong đó bao gồm luôn Thủ tướng của Ấn Độ là ông Modi, Chủ tịch nhà nước cộng sản Trung Quốc Tập cận bình và kể cả Tổng thống của thổ nhĩ kỳ là ông Tayyip Erdogan cũng như là Tổng thống của Iran là ông Masoud Pezeshkian và họ sẽ có mặt tại thành phố Kazan của nước Nga để tham dự vào cái hội nghị của Tổ chức BRICS trong đó gồm các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển và à, đa, liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine cũng như là việc mà có một cái lệnh truy nã trên toàn cầu nhắm vào ông Putin trong lúc mà nó cáo buộc ông này là tội phạm phạm chiến tranh và liên minh này được xem là để đối phó với lại cái trật tự của khối tây phương trong đó bao gồm luôn cả brazil nga Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi là những quốc gia bắt đầu của tổ chức BRICS và họ đã gia tăng thêm một số thành viên, gồm có Iran, Ai Cập, Ethiopia, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia trong tháng Giêng vừa qua cũng đã gia nhập vào tổ chức này. Trong khi đó, thì Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Malaysia cũng đang nộp đơn xin gia nhập vào tổ chức này. Và các giới chức Nga nói rằng đây là sự thành công và chính sách đối ngoại của ông Putin cho biết là có 32 quốc gia sẽ tham dự vào cái hội nghị này và trên 20 quốc gia sẽ gửi các lãnh đạo của họ tới tham dự vào cái hội nghị này và ông Putin sẽ có một cái cuộc gọi là à, họp song phương giữa 20 quốc gia và trong đó bao gồm luôn cả việc mà thúc đẩy cái chính sách mới của nhóm BRICS. trong à, ông Putin lên tiếng và nói rằng bất kể phía tây phương làm gì thì họ không thể loại trừ nước Nga ra khỏi cái sân khấu trên toàn cầu đây được xem là lời phát biểu của phía ông Putin đã đưa ra và tổ chức biết dường như là không có nhiều cái động lực lắm tuy nhiên họ là một cái thế lực khá mạnh để có thể đối đầu với lại cái uh, tư tưởng của tây phương trong khi đó thì ông Putin tiên đang sử dụng cái uh, hội nghị của tổ chức biết này để có thể tăng cường cái tầm ảnh hưởng của ông ta với phần còn lại của thế giới điện Kremlin đã không cho biết về những quốc gia nào đóng vai trò quan trọng như là Trung Quốc hoặc là của Ấn Độ sẽ gia tăng cái vấn đề mậu dịch và trong đó sẽ vượt qua tất cả những lệnh cấm vận của Tây phương nhắm vào phía của Nga. Ấn Độ được xem là một trong những thị trường quan trọng của Nga. Trong khi đó thì Trung Quốc được xem là một trong những quốc gia khách hàng về năng lượng của Nga và trong đó gần như họ đang tìm đủ mọi cách để tránh lệnh cấm vận của Tây phương. Nga đồng thời cũng cho biết sẽ có thêm nhiều quốc gia khác tham gia vào cái hệ thống tra gọi là chi trả mới để tránh cái hệ thống tài chính trên toàn cầu gọi là script mà phía Hoa Kỳ và phía của khối các quốc gia Tây phương đã ngăn chặn và không cho phép Nga được tiếp cận cái hệ thống giao dịch tài chính này. Đây được xem là một trong những cái tham vọng của ông Putin thông qua cái hội nghị BRICS này có thể giảm dần cái tầm ảnh hưởng của Tây phương, đồng thời sẽ không sử dụng nhiều cái nguồn gọi là giao dịch tài chính giữa khối Tây phương trong đó điển hình là đồng Mỹ kim đây được xem là một trong những tham vọng của ông Putin đã đưa ra trong cái hội nghị BRICS sắp tới diễn ra tại nước Nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Nga lại có thêm một đồng minh mới đó là tổng thống của Serbia đã lên tiếng cảm ơn ông Putin về việc cung cấp nguồn khí đốt cho quốc gia này và cam kết rằng ông ta sẽ không bao giờ ban lệnh cấm vận đối với nước Nga Bản tin mới nhất từ Belgrade cho biết, thì Liên hiệp Âu Châu, một trong những ứng cử viên được vệ sinh gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu là Serbia, vẫn tiếp tục từ chối không ban lệnh cấm vận đối với Nga trong việc mà họ xâm lăng tại Ukraine, bất kể áp lực của phía Tây Phương và nhà lãnh đạo của Serbia trong cú điện thoại nói chuyện với ông Tổng thống Nga vào ngày Chủ nhật vừa qua. Ông Tổng thống có tên gọi là Vucic đã lên tiếng và trên trang Instagram là ông tin rằng cú điện thoại này là cú điện thoại lần đầu tiên trên hai năm qua của ông và Tổng thống Nga trong đó sẽ giúp phát triển các mối quan hệ và niềm tin giữa Nga và Serbia. Chúng tôi đã nói chuyện về người dân của đôi bên và chúng tôi hiểu được cả đôi bên trong một thời gian khá lâu. Và trong tinh thần thân hữu và trong cú điện thoại 10 phút này là một cái cú điện thoại được xem là tương đối cá nhân. Chúng tôi nói chuyện về rất nhiều những vấn đề và cái những lãnh đạo của những kẻ được xem là thân Tây Phương đang bị suy yếu. Ông Vosik đã cho biết trên trên và ông nói rằng Putin đã là một cái quốc gia, xin lỗi quý vị, Nga được làm một cái quốc gia tốt với Serbia và đã cung cấp đầy đủ tất cả những nguồn năng lượng cần thiết cho phía của Serbia. Và ông, Vuc, ông Vucic ông đã không cho biết là ông có nhận lời của ông Putin tham gia vào cái hội nghị tiếp diễn ra ở tại nước Nga trong tuần lễ này, này hay không. Và trong đó dẫn đầu bởi Nga và Trung Quốc. Và tại và cái hội nghị này sẽ diễn ra tại thành phố Kazan ở nước Nga trong tuần này. Và trong đó thì trong lúc mà tìm kiếm cái vai trò được xem là thành viên của Liên Hiệp Âu Châu thì ông Vucic dường như là đã từ chối tất cả những cái yêu cầu của Tây Phương là ban lệnh cấm vận với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine và lên án Nga về hành động bức hại này. Và ông Vucic cho biết là việc mà ban lệnh cấm vận đối với Nga sẽ không có đứng trên cái quyền lợi của đất nước Serbia và trong ngày chủ nhật ông đã chỉ trích khối tây phương và nói rằng việc cấm vận này là sẽ dẫn tới một cái tình trạng tệ hại hơn và serbia là quốc gia có chủ quyền và chúng tôi có quyết định riêng của chúng tôi và ông ta đã cảm ơn tình trạng mà nga đã cung cấp cái nguồn khí đốt cần thiết cho serbia trong cái giá mà ông ta cho là rất nhẹ nhàng đây được xem là một trong những nhân vật được mô tả là đồng minh mới của nga tại âu châu đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, Nga lại bắn vào thủ đô Kiev bằng tròn trong cái lần thứ hai liên tục tấn công vào thủ đô Kiev. Nga đã tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine trong hàng loạt các cái cuộc tấn công mới bằng tròn bước qua đêm thứ hai và gây thiệt hại cho cái tòa building của cư dân và gây thương tích cho ít nhất một thường dân theo tường trình của giới chức Ukraine đã đưa ra bản thông báo vào ngày thứ hai lực lượng quân sự Ukraine cho biết là hệ thống phòng không của họ đã bắn rơi khoảng 59 trong tổng số 116 cái tròn của nga bắn liên tục trong suốt đêm hôm qua và lực lượng quân sự cho biết là họ đã mất đi cái sự liên lạc và giám sát đối với những cái tròn mà trong đó đã bay vào trong lãnh thổ của Ukraine và trong thêm một đêm nữa một đêm đầy lo ngại đó là lời phát biểu của Sir Hi Popko, được xem là lãnh đạo cái chính quyền quân sự của Kiev đã là phát biểu trên trang Telegram và kẻ thù đã không giảm đi tất cả những cuộc tấn công căng thẳng nhắm vào Ukraine và thủ đô Kiev và có ít nhất là 10 cái ca tròn vẫn tiếp tục bay trên bầu trời của Ukraine và lực lượng quân sự cho biết là họ đã bắn rơi một loạt các cái tròn của Nga. Tuy nhiên, thì đã có một số drone đã bắn trúng vào các hạ tầng cơ sở về dân sự. 10 drone này đã nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev và trong cái làn sóng tấn công mới nhất của Nga và gần như là bị phá hủy, ông Popko đã cho biết như trên. Và đây được xem là một trong những cuộc tấn công mới nhất của Nga nhắm vào thủ đô Kiev giữa lúc mà cuộc chiến này đã bước qua năm thứ ba và chuẩn bị bước vào một cái mùa đông khắc nghiệt tại Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Ukraine ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin đã tới Ukraine giữa lúc mà Nga đang có lợi thế và giữa lúc mà Hoa Kỳ đang bước vào cuộc bầu cử. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ ông Lloyd Austin đã có mặt tại Kiev vào sáng sớm ngày hôm nay thứ Hai, giữa lúc mà tương lai Hoa Kỳ hỗ trợ cho Ukraine đang được quân bình và trong lúc mà Hoa Kỳ đang có cuộc bầu cử tổng thống và cũng giữa lúc mà Nga đã có được một số những cái lợi thế trong cuộc chiến với lại Ukraine. Ông Austin sẽ gặp gỡ với lại ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cùng với lại bộ trưởng Quốc phòng là Rusten Umarov trong lúc mà ông viếng thăm Kiev và thảo luận về việc hỗ trợ cho vũ khí cho phía của Ukraine làm cách nào. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho quốc gia này trong năm tới và vị Bộ trưởng Quốc phòng cho biết là có một nhóm nhỏ cùng với các ký giả đã bay chung với ông tới thủ đô Kiev vào tối ngày hôm qua Chủ nhật. Và chuyến viếng thăm này được xem là trong giai đoạn mà ông ta đang có những cái hành động được xem là đánh giá lại về việc cái chiến thắng và các cái bãi chiến trường của Ukraine. Và hiện nay vẫn chưa có một cái chiến thắng nào rõ rệt và phía Ukraine vẫn tỏ ra cứng rắn trong cuộc chiến chống lại Nga trong cái cuộc xâm lăng này, đặc biệt là mùa đông sắp tới. Và bất kể việc mà hỗ trợ rất là nhiều từ phía Tây Phương cũng như lệnh cấm vận của Tây Phương nhắm vào nền kinh tế của Nga để mà phản ứng với cuộc xâm lăng này. Hàng tỷ Mỹ Kim, các cái giá trị về vũ khí quân sự của Hoa Kỳ và Âu Châu đã hỗ trợ cho Ukraine. Hiện nay thì Liên minh quốc tế gần như là đang tìm cách gọi là tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và chưa có một cái giải pháp nào chấm dứt cuộc chiến này. Và theo tường trình của đài CNN đưa ra cho biết, thì phía của Ukraine sẽ đối diện với một cái mùa đông khá khắc nghiệt và cuộc tấn công gây gắt của Nga. Trong khi đó thì ông Austin được xem là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đang tìm cách thảo luận lại với lại phía của Ukraine Trước khi mà ông gặp gỡ với lại tất cả các giới chức của các uh, quốc phòng của 57 quốc gia bao gồm luôn cả liên hiệp Âu châu, trong đó thì sẽ có những cái thảo luận để hỗ trợ cho phía của Ukraine. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng của ông Lloyd Austin diễn ra giữa lúc mà phía Hoa Kỳ đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử uh, tổng thống sắp tới đây và điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới cái ngân sách về hỗ trợ quân sự cho Ukraine và buộc Ukraine cũng như Nga phải chấm dứt cái cuộc chiến này nếu như mà ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Trump quay trở lại chính trường và đắc cử. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà ông Lloyd Austin đến Ukraine trong giai đoạn được xem là khá nhạy cảm cho cả Hoa Kỳ lẫn Nga cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lãnh đạo của NATO cảnh cáo Moscow và Bình Nhưỡng là có thể sẽ gia tăng cái sự căng thẳng tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Tổng Thư ký Liên minh NATO là ông Mark Rutte lên tiếng cảnh cáo Bình Nhưỡng và Moscow khi mà gửi lực lượng binh sĩ của Bắc Hàn tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine. Bắc Hàn đã cho khai triển loạt một loạt binh sĩ đến chiến đấu cùng với Nga ở tại chiến trường của Ukraine và điều này có thể làm dấu hiệu gia tăng sự căng thẳng. Ông Rutte đã phát biểu trên trang Platform X sau khi mà ông nói chuyện với Tổng thống của Nam Hàn là Yoon seok và cả đôi bên đã thảo luận về tình trạng mối quan hệ của Nam Hàn và các quốc gia đồng minh của Tây Phương và ông Rút cho biết là họ hợp tác chặt chẽ trong kỹ nghệ quốc phòng và trong đó bao gồm luôn việc mà bảo đảm về vấn đề an ninh. Trong ngày thứ sáu thì cơ quan tình báo của Nam Hàn là NIS đã cáo buộc rằng Bắc Hàn đã gửi ít nhất là 1.500 binh sĩ của họ có mặt tại nước Nga để huấn luyện cho việc mà khai triển qua Ukraine và tổng số thì phía Bắc Hàn đã quyết định gửi khoảng 12.000 binh sĩ của họ để cung cấp sự hỗ trợ cho Nga bao gồm luôn các đơn vị đặc biệt và cùng một lượt thì phía của Nam Hàn đã lên tiếng kêu gọi rút và binh sĩ của Bắc Hàn ra khỏi lãnh thổ của Nga. Đây được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Bản tin từ Seoul cho biết Nam Hàn trong ngày thứ hai đòi hỏi là phải ngay lập tức rút tất cả binh sĩ của Bắc Hàn được triển à, khai triển qua phía của Nga và đã cho mời đại sứ của Nga lên để phản đối về việc hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow. Bản tin từ à, giới tình báo của Nam Hàn cho biết là Bắc Hàn đang có 1.500 quân hoạt động tại nước Nga trong tháng này hỗ trợ cho Nga công cuộc chiến tại Ukraine và ông Zelensky lên tiếng cáo buộc rằng có thể sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ của Bắc Hàn sẽ được khai triển để chuẩn bị tham gia vào cuộc xâm lăng của Nga và trong cuộc gặp gỡ giữa à, à, đại sứ của Nga là Georgy Zinoviev à, à, và, và và phó thủ tướng của Nam Hàn là Kim Ho Kyun. Ông Kim Ho Kyun đã lên tiếng à, chỉ trích mạnh mẽ về việc Bắc Hàn đã khai triển tất cả lực lượng quân sự của ông qua phía của Nga và ông cho rằng đây là một mối đe dọa về an ninh trầm trọng đối với Nam Hàn và cộng đồng quốc tế và phía bộ ngoại giao Nam Hàn đưa ra bản statement như trên và ông Kim cho biết Nam Hàn sẽ hợp tác với tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế để quyển chuyển và trong đó sẽ đối đầu với sự đe dọa từ cái vấn đề an ninh quốc gia theo tương trình bản statement đưa ra. và tòa đại sứ của nga đã trả lời rằng là nga và na bắc hàn có hợp tác về quân sự tuy nhiên là không có nhắm vào cái vấn đề gọi là an ninh quốc phòng của phía nam Hàn. và trong cú điện thoại với lại tổng thư ký của NATO mark Ruth vào ngày thứ hai thì Tổng thống Nam Hàn là Yoon seok cho biết là Nam Hàn sẽ không để cho tình trạng hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow tăng lên cao. Và ông Yoon cho biết Nam Hàn sẽ gửi một phái đoàn của họ tới NATO để trao đổi về vấn đề thông tin mà Nga và Bắc Hàn đang hợp tác về vấn đề quân sự, theo tường trình văn phòng của ông Yoon đưa ra. Và ông Ruth viết trên trang Platform X cho biết là việc Bắc Hàn đưa quân sự của họ tới nước Nga để tham gia vào cuộc chiến tại Ukraine là là dấu hiệu gia tăng căng thẳng và coi như là cuộc chiến này có thể sẽ được mở rộng. Hoa Kỳ và NATO vẫn chưa xác nhận được việc là lực lượng binh sĩ Bắc Hàn đã được gửi tới Nga. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy là đã có ít nhất 1.500 binh sĩ của Bắc Hàn đã có mặt tại nước Nga và sẵn sàng cho việc tham chiến tại Ukraine. Cùng một lượt, thì phía của giới tình báo Nam Hàn cho biết 12.000 binh sĩ của Bắc Hàn sẽ được khai triển qua phía của Nga để hỗ trợ cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới mối quan hệ của Bình Nhưỡng và phía Moscow giữa lúc mà khối Tây Phương đang e ngại là Bình Nhưỡng sẽ có những hợp tác chặt chẽ hơn, bao gồm cả việc can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Bắc Hàn đe dọa 4 quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu trong lệnh cấm vận và quan sát về lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Cho Sun Hui là một trong những nhân vật nằm trong bộ ngoại giao của phía Bắc Hàn đã lên tiếng cảnh cáo những quốc gia nào đóng vai trò trong việc giám sát về lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn sẽ trả một cái giá rất đắt. Tôi lên án tất cả những cái hành động thách thức về cái nền công lý của quốc tế trong việc mà vi phạm về cái chủ quyền của Bắc Hàn. Văn phòng của bà này đã đưa ra và Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nam Hàn, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Hòa Lan, New Zealand, New Zealand cũng như là Anh sẽ cùng làm việc chung trong một cái bản kế hoạch mới và trong đó sẽ giám sát tất cả những cái chương trình phát triển về nguyên tử của Bắc Hàn. Việc này diễn ra sau khi mà Nga đã phủ quyết trên Hội đồng Bảo an Liên Quốc vào tháng 3, trong đó là sẽ giám sát tất cả những cái chương trình vũ khí của Bắc Hàn, bao gồm luôn vũ khí nguyên tử và theo tường trình của các chuyên gia của Liên Quốc, trong đó báo động với lại các quốc gia Tây phương và đồng minh về việc phát triển lại cái vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Và chúng tôi À, đang quan sát và vẫn tiếp tục theo cái chương trình này và chúng tôi sẽ thực hiện theo cái kế hoạch của hội đồng bảo an và trong đó chúng tôi sẽ chắc chắn là sẽ giám sát chặt chẽ hơn thứ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là Kurt Campbell đã phát biểu trong cuộc họp báo sau khi mà ông có mặt tại Nam Hàn và cái mục tiêu của chúng tôi là thực thi lệnh cấm vận của Liên Quốc đối với Bắc Hàn để trừng phạt quốc gia này đã có những hành động vi phạm vào các cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc bản memo đã được đưa ra từ phía bộ ngoại giao của phía Hoa Kỳ trong khi đó thì căng thẳng đã gia tăng kể từ khi Bắc Hàn gia tăng hợp tác quân sự với Nga trong thời gian gần đây và trong ngày thứ tư họ tuyên bố rằng họ sẽ có thể có khả năng một cách vĩnh viễn phong tỏa cái biên giới giữa phía Nam Hàn và phía của Bắc Hàn, trong đó họ đã cho nổ rất nhiều những cái trục lộ xuyên qua, qua giữa hai quốc gia. Đây được xem là một trong những cái căng thẳng mới nhất trên khu vực Đông Bắc Á và trong đó thì phía Bắc Hàn đã đe dọa ít nhất là bốn quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu về việc mà giám sát lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì với tình trạng gọi là đe dọa của một số quốc gia được xem là phe trục, Nhật Bản, Anh và Ý đã bắt đầu gia tăng việc có thể sản xuất các loại chiến đấu cơ mà họ gọi là có thể thay thế cho loại F2 bản minh bản tin mới nhất cho biết thì à, bộ trưởng quốc phòng của nhật bản của anh và của ý đồng ý là sẽ tham gia vào một cái việc sản xuất những cái thế hệ mới của các chiến đấu cơ. Loan báo này được đưa ra trong một cái hội nghị đa phương giữa ba quốc gia đã thành lập hội đầu năm nay. Trong đó với hy vọng là họ sẽ có những cái chiến đấu cơ thế hệ mới theo tường trình của giới chức Nhật Bản đã đưa ra vào ngày Chủ nhật. Và ba quốc gia này đã ký một cái thỏa ước vào năm 2022. Trong đó sẽ sản xuất những là chiến đấu cơ tác chiến theo thế hệ mới và sẽ được khai triển vào năm 2035 dưới một cái thỏa ước chương trình có tên gọi là Global Compact Air Program, tức là chương trình tác chiến trên không của toàn cầu, hay còn gọi tắt là GCAp để gia tăng hợp pha hợp tác giữa lúc mà đang có sự đe dọa giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn và thế hệ mới của các chiến đấu cơ này sẽ thay thế cho cái loại gà cũ của Nhật gọi là F-2 và trong đó sẽ phát triển cùng với Hoa Kỳ và Anh Quốc. Đây là một trong những cái chi tiết mới nhất. Và trong ngày chủ nhật thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là Nakatani câu đã gặp gỡ với lại các đối tác của ông là Bộ trưởng Quốc phòng của Anh và của Ý, trong đó John Healey và Guido Crosetto để cùng đưa ra một cái thông cáo chung về cái chương trình hợp tác về tác chiến trên toàn cầu và được gọi tắt là CHIGO tức là International Government Organization đây được xem là một cái uh, tổ chức mới và sẽ hoàn tất vào cuối năm nay để bắt đầu phát triển các chiến đấu cơ các bộ trưởng đã gặp gỡ bên lề của cái phiên họp của khối G7 đặc trách về bộ trưởng quốc phòng ở tại Naples ở tại nước Ý đây được xem là một trong những cái hợp tác và thúc đẩy mạnh mẽ giữa Nhật Anh và kể cả nước Ý để có thể sản xuất những loại chiến đấu cơ ở thế hệ mới đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay cùng một lượt thì hoa kỳ đã âm thầm thay đổi chiến lược và có cuộc chiến bí mật với trung quốc trong việc đối đầu với trung quốc Ngũ Giác Đài cho biết là cái tài sản về quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương bao gồm các cái hạm đội cũng như là các cái căn cứ về không quân trong thời gian gần đây đã bắt đầu thay đổi những chiến lược để nhắm mục tiêu vào các kẻ thù của Hoa Kỳ sau khi chấm dứt đệ nhị thế chiến và trong đó sẽ có những cái bệ phóng thấp hơn và nhỏ hơn nhằm đối phó với lại một số những cái đe dọa ở khu vực mà họ nêu đích danh là Trung Quốc. Lực lượng không quân Hoa Kỳ đã gọi cái chiến lược này là Agile Combat Employment hay còn gọi tắt là ACE trong đó nỗ lực là để duy trì và kềm chế những cái mục tiêu nhắm vào Trung Quốc trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương và trong đó họ bí mật đã thay đổi tất cả những cái chiến lược bao gồm luôn cả các cái chiến đấu cơ hoặc các cái bomber tức là các cái quanh tạc cơ có khả năng gia tăng mức kềm chế rất cao theo tường trình của tờ Wall Street Journal đưa ra. Và lãnh thổ Hoa Kỳ được xem là có một cái đảo rất nhỏ gọi là Tinian, nơi được xem là xây dựng tất cả những cái đường phi đạo cho các cái chiến đấu cơ gọi là uh, tàng hình của Hoa Kỳ và cho tới những cái uh, trạm không quân lớn của Hoa Kỳ kể từ khi chấm dứt đệ nhị thế chiến tới nay ở Guam, ở Hawaii để duy trì và kềm chế cái gọi là sự phát triển và bành trướng của Trung Quốc nhằm ngăn chặn có thể sẽ bùng nổ một đợt cuộc đệ tam thế chiến theo tường trình của tờ Wall Street Journal đưa ra và tích nhiên được xem là một cái đảo rất nhỏ có rất nhiều những cái rừng cây và trong đó có thể sẽ giúp cho các kẻ thù có thể ẩn trốn và cái đảo này rất là cứng rắn đó là lời phát biểu của Master Sergeant là Jody Pratchett của lực lượng không quân thuộc cái siêu đoàn 513 của Hoa Kỳ cho biết như trên và nếu chúng ta bước vào trong đây chúng ta sẽ thực tập tất cả những cái chiến lược này đây được xem là một cái đảo nhỏ có nhiều rừng rậm và lực lượng không quân của Hoa Kỳ cũng như là lực lượng dưới mặt đất của Hoa Kỳ sẽ phải thực tập cái việc mà đối phó với tình trạng đánh du kích từ trong rừng của kẻ thù và các cuộc tấn công bằng các cái hỏa tiễn tân tiến của kẻ thù. Đây được xem là sự thay đổi chiến lược mới nhất của Hoa Kỳ nhằm đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh và trong đó có thể sẽ có những cái cuộc gọi là lấn sân xuống khu vực Nam Thái Bình Dương hoặc là tấn công đảo quốc Đài Loan một cách bất ngờ để có thể gây bất ngờ ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cùng một lượt thì bắc kinh lại phản ứng khá mạnh khi mà các chiếc chiến hạm của hoa kỳ lẫn canada băng ngang qua eo biển đài loan và trong đó bắc kinh đã có một cái phản ứng được xem là nổi giận trong ngày chủ nhật thì à, Hoa Kỳ và Canada đã có những chiếc chiến thuyền của họ băng ngang qua eo biển Đài Loan sau khi mà Trung Quốc đã có một cuộc tập trận để phong tỏa đảo quốc Đài Loan và tình trạng này có thể phá hủy hòa bình và ổn định ở khu vực. Theo lời phản đối của lực lượng PLA tức là lực lượng quân đội cộng sản Trung Quốc đã đưa ra, Li Xi được xem là phát ngôn viên của lực lượng hải quân Trung Quốc, đặc trách về cái bộ chỉ huy miền Đông nói rằng các cuộc tập trận và lực lượng hải quân cũng như không quân của họ đã quan sát cẩn thận cái việc mà à, chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ là cái khu trục hạm gọi là USS Hitchin cùng với là chiếc kinh hạm của Canada là Halifax uh, XMCF của Hoàng gia Canada đã băng ngang qua eo biển Đài Loan và ông này lên tiếng cáo buộc rằng việc băng ngang này rõ ràng là một cái hành động được xem là có hành động phá hủy hòa bình và ổn định ở khu vực. Trong khi đó thì một thông cáo của phía lực lượng chỉ huy Hoa Kỳ ở tại khu vực Indo-Pacific cho biết vào ngày thứ ngày chủ nhật là các chiếc tàu này băng ngang qua eo biển Đài Loan và nằm trên hải phận quốc tế và bảo đề vệ cho cái quyền tự do hàng hải, có quyền bay, có quyền đậu và có quyền di chuyển trên tất cả những cái vùng hải phận quốc tế mà được luật quốc tế cho phép. Đây được xem là một trong những thông cáo mới nhất của phía đệ thất hạm đội đưa ra sau khi mà có khinh hạm của Canada và một khu trục hạm của Hoa Kỳ đã chính thức băng ngang eo biển Đài Loan vào hôm Chủ nhật vừa qua. Phía Đài Loan cho biết họ cũng đã huy động tất cả những cái hệ thống chiến đấu cơ cũng như là dàn báo động ở hỏa tiễn phòng không của họ dưới mặt đất để quan sát tất cả những biến chuyển này và đề phòng tất cả những cái bất ngờ từ phía của trung quốc và tàu chiến của hoa kỳ và canada đã gia tăng về việc gọi là băng ngang qua eo biển đài loan giữa lúc mà trung quốc và đài loan đã có sự căng thẳng và trước đó một tuần thì Bắc Kinh đã có cuộc tập trận để thực hiện cái việc gọi là phong tỏa đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là cuộc tập trận có tên gọi là Choi Show 2024 b trong đó gần như là có sự tham gia của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh và họ đã băng ngang qua cái eo biển gọi là Bashi Channel nằm giữa Philippines và phía của Đài Loan để tìm cách gọi là phong tỏa mặt trận phía đông của Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ thì chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì vẫn cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai thứ ba thì ở tại cái uh... Tổng đàn của Teletron ở tại đường Westminster và đường Brookhurst, tức là trong thành phố Garden Row sẽ có một cái đại nhạc hội hỗ trợ cho các uh, nạn nhân bảo lục ở Florida. Teletron và Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại cùng với hơn 70 anh chị em ca nghệ sĩ sẽ tổ chức hai buổi ca nhạc gây quỹ cứu trợ nạn nhân bảo lục ở Florida vào ngày thứ ba, 22 tây, ngày thứ tư, 23 tây tháng 10, ngay trong cửa tiệm của Teletron nằm trên đường Trúc hết và đường Westminster. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại là 714-892-6999, 714-892-6999, hoặc vào trang web là teletronusa.com, teletronusa.com. Còn nếu quý vị nào ở những tiểu bang xa không về tham dự đại nhà hội này được, mà muốn hỗ trợ tài chính giúp cho những nạn nhân bạo lục ở tại Florida, Quý vị có thể gieo qua số điện thoại là 714-313-4082, 714-313-4082 để mà có thể giúp đỡ cho các nạn nhân bảo lục ở tại Florida. Đó là cái thông báo của công ty Teletron. Và cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho TNP Channel. Và bây giờ thì như thường lệ chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Ok rồi bắt đầu lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị hôm nay tôi rất là may mắn chào hỏi quý vị rất là ngắn chỉ có vài chữ thôi ok rồi à, đó, ok. Bản kế hoạch do Thái tấn công à, Iraq có thể bị hacker xâm nhập mới bị tiết lộ không anh? Khó lắm, hacker khó xâm nhập vào được cái mạng lưới của Liên minh Ngũ Nhãn. Họ không xâm nhập được. Và bây giờ thì đang có cuộc điều tra, chúng ta chưa biết được. Nhưng mà tôi tin rằng là nó tiết lộ từ bên trong, chứ không phải hacker. Nó bị tiết lộ từ bên trong nhiều hơn nha. Thì cái bài phân tích trong cái Hilton Nhật Ký phần 1 của tôi đã nói rõ động cơ của những người tiết lộ là ai. Và kể cả phía Do Thái luôn. Kể cả phía Do Thái có thể là cái nơi tiết lộ ra chứ không phải ai khác. Thì tôi đã đưa ra cái bài phân tích cho quý vị thấy rồi nha. Việc chiên fanpage có ảnh hưởng gì tới bầu cử của ông Đâm không? Chả, ảnh hưởng rất tốt. Tại vì ít nhất, ổng đã cho thấy được cái, ổng có đến cảm nhận, cái công việc của người bình dân như thế nào. Quý vị nghĩ đi. Trong cái bài phân tích thiêu tên nhà ký phần 2 của tôi đó, một ông già 78 tuổi, đứng ở trong cái lò à, chiên dầu nóng như vậy để mà chiên fanpage à, để ổng cảm giác được cái uh, công việc của những người bình thường của những người bình dân rất bình thường đi làm ở những tiệm fast food và đây tôi cho rằng là một cái hành động rất tích cực trong lúc phía đảng dân chủ chỉ công kích ổng ở trên truyền thông và trên mạng xã hội và các cái mẫu quảng cáo vẫn tiếp tục công kích ổng thôi còn ổng thì đi phải đi chứng minh cho thấy là ổng đủ khả năng lãnh đạo đất nước ổng đủ tất cả những cái hiểu biết về cuộc sống rất khó khăn của người bình dân thì quý vị đây là một trong những cái mà à, mặc dù đối với cái đám mà ghét ông Trump thì nó coi đây là hành động đóng phim trình diễn. Nhưng mà đối với tôi thì tôi thấy rằng là ông Trump đang chứng minh cho mọi người thấy ông hiểu được người dân. Ông hiểu được khó khăn của người dân nha. Rồi Bắc Hàn và Nam Hàn có nội súng đánh nhau hay không? Chỉ hù nhau để cho các nước quan tâm à, xin anh phân tích. Bây giờ thì phía Bắc Hàn chưa đe dọa tới Nam Hàn. Vấn đề là Bắc Hàn gửi quân qua phía quân Nga. 1.500 quân đang có mặt tại Nga rồi. Và phía của ông Zelensky thì có nói là có 10.000 quân sẽ được khai triển qua Nga. Còn cục tình báo của Nam Hàn thì nói rằng 12.000 quân. Thì chúng ta vẫn chưa xác nhận được như thế nào. Nhưng mà điều này có nghĩa là nguy hiểm của Âu Châu nhiều hơn là của Nam Bắc Hàn. Tại vì tất cả quân gửi qua nước Nga là tham chiến ở tại Ukraine. Thì nó chưa phải là cái khu vực của Nam Bắc Hàn. Còn Nam Bắc Hàn bây giờ căng thẳng ở mức là họ cắt đứt quan hệ. Tức là Bắc Hàn cho nổ tất cả những cái trục lộ xuyên qua hai quốc gia rồi. Thì coi như là họ đóng cửa với nhau thôi. Chứ chưa dẫn tới tình tình căng thẳng. Tình hình căng thẳng là khu vực của Âu Châu đó nha. À. Ok. Cửa sổ nhà bị đập kiến xe cũng bị đập theo vì ủng hộ ông Trump theo video ông Trâm chiên fanpage ở McDonald thấy vui và xúc động ok thật sự quý vị cái này là cái lúc mà ổng tới thì ổng cũng thông báo đầy đủ ở trong tiệm thì quý vị thấy rất là đơn giản ổng đứng ở trong cái uh, lò chiên và ổng cái người mà nhân viên thực thụ ở đó hướng dẫn trong cách chiên file thôi còn ở xung quanh đó thì quý vị thấy là rất đông ký giả và ở bên ngoài quý vị tại vì quý vị là họ quay không thấy bên ngoài thôi ở bên ngoài là hàng rào nó che ở phía bên kia đường là hàng ngàn người đứng ở bên ngoài cái tiệm mặt đau đó họ đứng để đón chào ông trong đó nhưng mà tại kìa họ quay ở trong cửa tiệm và cái cửa sổ mà giao hàng food đó thì quý vị không thấy thôi. Nhưng mà những cái hình chụp bên ngoài đó là hàng ngàn người đứng bên ngoài, đứng sau cái hàng rào. Thì quý vị thấy là ông Trâm, ông cố gắng, ông cố gắng để hiểu được là chứng minh là ông hiểu được cái cuộc sống của người dân. Nhất là những người bình thường đang nỗ lực để kiếm tiền nhằm chi trả những cái hóa đơn hàng tháng mà không đủ. Thì cái này là cái chính thức nha. Bắc Hàn đưa quân sang Nga để đánh Ukraine mà NATO chưa nói gì để dằn mặt Nga và Bắc Hàn. Lúc này NATO cần thể hiện sức mạnh quân sự liên minh Bắc Đại Tây Dương để kềm chế Nga. Trên quy tắc thì nó là như vậy, nhưng bây giờ cả NATO thì vẫn nói là chưa có bằng chứng. NATO nói rằng chưa có bằng chứng để xác nhận là lực lượng binh sĩ Bắc Hàn đã có mặt tại Nga. Thì bây giờ chúng ta chờ thêm vài ngày tới hình ảnh từ satellite chụp xuống và tất cả những cái bằng chứng nào họ đưa ra để chứng minh rằng lực lượng binh sĩ Bắc Hàn đã có mặt. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức mới của à, Âu Châu đó. Khi Bắc Hàn phối hợp với Nga. Tại vì trước đó ông Putin và ông Kim Jong-un đã ký một cái thỏa ước là sẽ hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị tấn công. Thì bây giờ Bắc Hàn đã đưa quân qua Nga rồi. Nhưng mà cái vấn đề đưa quân này thì vẫn chưa được xác nhận nha. Tại sao Serbia đang đợi gia nhập NATO mà lại ủng hộ cho độc tài Putin miễn? No, NATO, Serbia chưa bao giờ gia nhập NATO cả. Serbia chỉ xin gia nhập vào cái khối kinh tế là Liên Hiệp Âu Châu thôi. Còn NATO là một cái khối quân sự. Serbia chưa xin gia nhập vào NATO, nhưng Serbia xin gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu. Liên Hiệp Âu Châu gồm 27 quốc gia bây giờ đang là một cái khối về kinh tế chứ không phải quân sự nha. Rồi tiếp tục. à Triều đại Biden để lại cho các tổng thống sau như ông Trump dẹp bãi rác cũng mệt mỏi. Thật sự bãi rác này so với cái bãi rác mà ông Reagan đã clean up dưới thời của Jimmy Carter nó đỡ hơn nhiều. Mặc dù có những cái uh, biến động nhưng mà nó đỡ hơn với thời của Jimmy Carter. Tôi nói thật đó, nếu mà cái vị mà coi lại lịch sử đó, thời của Jimmy Carter là nước Mỹ gần như tan nát luôn. Gần như tan nát luôn Bởi những cái chính sách rất cực tả của Jimmy Carter Do đó Thì à, bây giờ ông Trump sẽ clean up Nhưng mà tôi nói với quý vị Ông Trump clean up trong vòng một năm thôi Tức là năm 2025 Chúng ta vẫn chưa thấy dấu hiệu kinh tế khởi sắc Cuối năm 2025 Đầu năm 2026 Kinh tế Hoa Kỳ sẽ khởi sắc Nếu ông Trump lên Là bởi vì 6 tháng đầu Đảng Dân Chủ và những kẻ cực tả nó sẽ quậy phá tân bừng Nó gây khó khăn cho ông Trump ổng vừa phải vừa đánh dẹp cái sự quậy phá này ổng vừa phải dọn dẹp tất cả những cái bãi rác mà Joe Biden đã bày ra thì mất một năm thì sau đó kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu đi vào sự phát triển đó nha rồi tiếp tục à Ok rồi còn hai tuần nữa hồi hộp quá mong ông Trump chiến thắng để mọi người có cuộc sống tốt đẹp cho tới giờ phút này quý vị những cái dấu hiệu cho thấy đều tích cực cho ông Trump và ông vẫn tiếp tục không bỏ cuộc, ông vẫn đi vận động và vẫn chứng minh rằng là ông là người đủ bản lãnh làm tổng thống lần thứ hai và thứ hai nữa ông hiểu được cái sự khó khăn của người dân, những thách thức của người dân từ giới thương mại cho tới cái giới làm công và ông Trump đang chứng minh điều này bằng các cuộc rally. còn cái vị thấy không? Kamala Harris chỉ đứng sân khấu, đứng bà hoa trên sân khấu rồi đã đi kiếm mấy cái đài thân thiện của mình để mà phỏng vấn thôi bà ta không hề đi đi gặp gỡ tất cả những cử tri kiểu của ông Trump. Ông đi gặp tất cả mọi thành phần khác nhau nha. Rồi tiếp tục à Ok, nếu Bắc Hàn gửi quân giúp Nga thì NATO gửi quân giúp Ukraine xem tình hình thế nào, ưu thế bên nào mạnh may là biết. Tôi nghĩ rằng tới lúc NATO phải có quyết định. Thứ nhất là họ đã có một tầng lãnh đạo có chính sách cứng rắn hơn. Điều đó đáng mừng cho NATO. Thứ hai là cái hành động của Bắc Hàn nó sẽ buộc NATO thay đổi toàn bộ chiến lược. Chưa biết được là họ sẽ đưa quân vào Ukraine hay họ tấn công trực tiếp vào Moscow và St. Petersburg. Chúng ta chưa biết, nhưng ít nhất thì là cái dấu hiệu tích cực là NATO thay đổi tổng thư ký. Thì ông tổng thư ký này có vẻ như là cái ngôn ngữ của ông khá mạnh mẽ. So với lại Jens Stoltenberg là một kẻ yếu hèn và là một kẻ chính trị thì ông Mark rút này có vẻ như ngôn ngữ ông mạnh hơn. Thì bây giờ chúng ta chờ xem coi nếu thật sự xác nhận binh sĩ Bắc Hàn có mặt tại Nga, NATO sẽ làm như thế nào? Tiếp tục thụ động theo kiểu cũ hay là sẽ thay đổi chiến lược nha. Rồi tiếp tục ok à. Bắc Hàn giúp Nga uh, giúp Nga chiếm Ukraine và Bắc Hàn bị cấm vận, bây giờ cấm vận cũng uh, không khiến cho Nga và Bắc Hàn sập đổ được phải làm gì với Nga Bắc Hàn đây có chiến lược mới gì chứ thì tôi nói rồi cái vụ cái cái vụ mà gọi là à, cấm vận này nó không có lợi gì cả ok là bởi vì á cấm vận này cuối cùng Nga đâu có bị thiệt hại thiệt hại không nhiều không thiệt hại thì không đúng nhưng thiệt hại không nhiều không ảnh hưởng tới cả một cái guồng máy kinh tế của Nga nha rồi cảm ơn người bạn nào đây à, Hải Hà đóng góp 20 Mỹ Kim cảm ơn rất là nhiều Ok à. Út miễn ơi chú block con nha con Tại vì con vô đây con hỏi những cái chuyện Ba sàm ba láp nó không có liên quan tới thời sự của chú ngày hôm nay Con muốn gì đợi ngày thứ bảy chủ nhật cái, cái channel của chú ngày thường tập trung vào thời sự Thời sự ngày hôm nay của chú là chuyện của Nga, Bắc Hàn, Ukraine Hay là của Iran và Do Thái Chứ không có liên can gì tới những cái chuyện khác hết nha Rồi tiếp tục à, ông thủ tướng Israel có cuộc điện đàm với ông Trump nội dung là gì về anh Phong là cái cuộc ám à, thành công khi sát hại tên Gia Gia Sinh thì đưa bên thảo luận về vấn đề này tức là cái 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 kết quả sau khi mà Gia Gia Sinh bị sát hại nó là dấu hiệu tích cực hay tiêu cực và nó sẽ là cái cơ hội cho hòa bình ở Trung Đông hay không hay là tiếp tục có những cuộc giao tranh nữa nha à, rồi tiếp tục lúc qua một số cái đọc rồi nha ok Cảm ơn Hải Hà tặng bạn Phong cà phê buổi sáng. Cảm ơn rất là nhiều. Ellen Musk thường thưởng tiền khuyến khích cho cử tri ghi danh gì đó, cũng như quay số may mắn 1 triệu một ngày có phạm pháp gì không? Nó no. Cái này là ông đã nói rõ trên cái petition là ủng hộ cho tu chính án số 1 và tu chính án số 2. Nó đâu có liên can tới bầu cử đâu. Mặc dù là cái super PAC đó được lập ra để hỗ trợ cho các thành viên của Đảng Cộng Hòa và ông Trump. Nhưng mà bây giờ họ đâu có làm gì đâu mà phạm luật. Tại vì bỏ tiền hỗ trợ cho tu chính án số 1, số 2 nằm trong hiến pháp Hoa Kỳ thì uh, phạm luật gì? Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Em nghĩ do Thái tiết lộ. Chưa biết được tôi nói quý vị là tất cả những cái bài phân tích của tôi là những phía có động cơ tiết lộ. Cái uh, bản kế hoạch mà do Thái tấn công á. Thì chúng ta chưa biết được. Chờ điều tra đi. Nhưng mà tôi cũng có thể phân tích vừa rồi tôi cho tôi coi cho quý vị thấy là từ ATG tức là những ai có khả năng tiết lộ cái bản kế hoạch này. Và tôi cho quý vị thấy được cái protocol, tức là cái cách mà cung cấp tin tức nó như thế nào. Và khi mà nó gắn cái chữ top secret, tức là tối mật, ai là người đủ thẩm quyền coi được những tập tài liệu này. Thì tôi có phân tích cho quý vị thấy để quý vị hiểu rõ cái cách làm việc của cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng cũng như là bên hành pháp và cái sự chia sẻ thông tin với lại các quốc gia đồng minh để tôi mượn câu chuyện đó để giải thích cho quý vị hiểu rõ. Về thứ nhất là cái chữ tối mật, tức là top secret đó. Khi mà gắn chữ đó lên, không phải ai cũng coi được. Những người có thẩm quyền mới coi được thôi. Còn những nhân viên quèn ở dưới trong cục tình báo đâu có được biết gì đâu. Trừ phi họ đặt trách về vấn đề chống khủng bố ở khu vực đó mà tôi có giải thích cho quý vị nghe là ví dụ như là do thái tấn công điểm A. Nói là điểm A là căn cứ quân sự thì cái nhân viên tình báo, phân tích tình báo đó Họ sẽ báo lại với những cái thông tin họ có Để phối hợp lại với bản kế hoạch này Có đúng chỗ đó là cái chỗ căn cứ quân sự hay không Hay là dân sự Họ verify, họ xác nhận Thì họ được xem cái tập tài liệu đó Còn nếu không, không có ai được xem tập tài liệu đó hết Trừ những người có thẩm quyền thôi Vậy thì ai tiết lộ Vậy thì ai tiết lộ ra nha Rồi À lướt qua một số cái đó rồi do thái sẽ phải định nghĩa lại đồng minh cốt lõi như thế nào nó no. do thái không định nghĩa mà do hoa kỳ định nghĩa còn âu châu chỉ là đồng minh của do thái thôi chứ không phải là đồng minh cốt lõi hoa kỳ định nghĩa ba đồng minh cốt lõi anh canada và do thái còn do thái xem tất cả những quốc gia hỗ trợ cho mình là đồng minh thôi thì cái chuyện mà Tổng thống Pháp ông Kang ngăn cấm các công ty quốc phòng của cho Thái không được tham dự vào cái uh, triển lãm về quân sự hải quân. Thì coi như là cho Thái có việc nộp đơn kiện là phân biệt đối xử với những công ty của họ nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Chiêng qua chuyên để cho thấy mọi người biết là ông rất khỏe thì quý vị nghĩ đi một ông già 78 tuổi mà đứng ở ngay cái lò dầu nóng gần chết. Nếu quý vị từng làm nhà hàng giống như tôi thì quý vị sẽ thấy được khi quý vị đứng gần cái lò dầu, nó nóng lắm, chứ không phải không đâu. Và những người làm việc ở trong cái uh, bếp đó, họ phải đứng 8 tiếng đồng hồ là tối thiểu. Thì quý vị sẽ cảm giác được cái công việc cực nhọc của họ như thế nào nha. Bắc hàng gửi quân qua Nga, ảnh hưởng gì tới Nam Hàn lên tiếng mà rút quân về chú? Bởi vì bắt hàng gửi quân qua Nga được, thì Nga gửi quân qua Bắc hàng được. Lúc đó sẽ ảnh hưởng tới Nam Hàn do đó họ phải lên tiếng trước họ phản đối chuyện này nha rồi lướt qua một số cái đọc rồi nha ok à Tại sao phòng không do Thái lại để tròn của Lê Ba Ninh tấn công vào dinh thự của Thủ tướng dễ dàng vậy? Nó bắn một trăm mấy cái tròn trận gần hết thì cũng có một hai cái lọt vô thôi. Chứ đâu phải là cái nào cũng lọt vô đâu. Và cũng đâu phải dàn phòng thủ nào cũng là một trăm phần trăm đâu. Nói cho tôi biết đi Tất cả các dàn phòng thủ trên thế giới Có dàn phòng thủ nào được 100% không Nhất là tròn cho nó nhỏ xíu vậy nè Còn nếu như mà nó là những cái hỏa tiễn đó Thì còn chặn được Còn tròn kiểu mà tự chế Nó đâu có lớn đâu Thì bắn cả trăm cái vô thì chặn được hết Lọt vài cái là chuyện bình thường Đâu có gì là biết điều đâu Ok Rồi tiếp tục À Tờ Liberty Times thăm dò 70% người Đài Loan ủng hộ phát ngôn của ông ông gì Lê Thanh Đức này tích không? Ờ, lại Thanh Đức. Thật sự quý vị, ông nói đúng. Tại vì thứ nhất là đảo quốc Đài Loan chưa bao giờ thuộc quyền của cộng sản cả. Họ bị đô hộ bởi Nhật. Rồi sau đó thì là quốc dân đảng ra lập quốc ở tại Đài Loan lấy tên là Trung Hoa Dân Quốc. Và Trung Hoa Dân Quốc đã có lịch sử 113 năm. Đẻ trước đảng Cộng sản mà. Do đó người Đài Loan họ đồng ý là phải rồi Ok Rồi Lúc còn một số cái được loại nha Chú ơi Bắc Hàn với Nam Hàn có chiến tranh hay không Tôi chưa biết được Bây giờ Bắc Hàn đang đưa ra những chính sách cứng rắn Có thể dẫn tới sự đối đầu gay gắt hơn Còn quý vị hỏi tôi Thì tôi không thể trả lời được cho hai nước này Tôi chỉ căn cứ trên những cái căng thẳng Nó có thể dẫn tới chiến tranh thôi Chứ nó không phải là À, uh, tôi phải khẳng định đó là chiến tranh nhưng mà những hành động của bắc hàn là cắt đứt tất cả các mối quan hệ các cái uh, liên can gì tới đó là coi như xong không còn quan hệ gì nữa và họ xem nam hàn là kẻ thù rồi thì bây giờ cái mức độ để coi nó đi tới mức độ nào có dẫn tới xung đột hay không ok rồi à có khi nào do thái tung hỏa mù không nhưng tấn công bất ngờ chỗ yếu điểm quy đang không phong tôi nói quý vị không biết được do thái luôn làm những chuyện bất ngờ đó là cái uh, cốt lõi của do thái xưa nay họ luôn có những cái hành động bất ngờ mình không nói được bây giờ nhiều khi <laughs> kế hoạch e tức là kế hoạch a đó được nộp đầy đủ nhưng mà mục tiêu của do thái không phải là kế hoạch a tâm điểm của họ sẽ là kế hoạch b thì sao và điều này điều này thường xảy ra tâm điểm của họ là kế hoạch b thì lúc đó quý vị nó sẽ biến hóa tại vì khi cái tấn công nó sẽ có biến hóa và cái biến hóa đó nó sẽ có những cái kế hoạch dự phòng thì chính ra những kế hoạch dự phòng này lại là những kế hoạch tránh chứ không phải phụ nha thông tin y Iran bị tiết lộ đặt trường hợp đồng minh có xung đột với nga và trung cộng thì sao cần cải tổ đám tình báo này anh phong vấn đề ở chỗ bây giờ đang điều tra chưa biết được chưa biết được bởi vì Nga và Trung Quốc nó khác với lại à, do Thái. Tại vì ở trong cái hàng ngũ à, nhân viên tình báo và những quan chức tình báo đó vẫn có những kẻ bài Do Thái. Nếu nó không nằm ở Hoa Kỳ thì nó nằm ở cái tổ chức Liên minh Ngũ nhãn. Tại vì tôi nói rồi, nó đã đề chữ top secret mà. Tại sao lại bị tiết lộ ra? Ai là người có thẩm quyền coi những cái top secret này? Do đó quý vị, cái việc tiết lộ này còn với Nga và Trung Quốc thì khác. Với Nga và Trung Quốc thì khác. Còn với Do Thái thì khác bởi vì cái chủ nghĩa bài Do Thái nó vẫn tồn tại từ năm 1945 tới bây giờ. Do đó cái hai cái bối cảnh khác nhau nha. Ok, nếu tình báo có đánh cắp bản kế hoạch của Do Thái cũng chưa chắc gì giải được lý do viết bằng mật khẩu là số mã hóa hết. Thì tôi nói quý vị, các báo cáo tình báo đa số họ viết bằng ký hiệu. Thì chỉ có giới tình báo đồng minh với nhau hiểu. Còn bên phía kẻ địch mà có lấy được thì cũng giải mã gần chết. Họ cũng phải tìm cách giải mã thôi, tại vì tất cả viết bằng ký hiệu hết. Chứ không có ghi rõ ràng, rõ nét đâu. Đây là cái cách làm việc của cái giới tình báo nha. Ok Chú dùng từ bị sai Tron là máy bay dò thám Còn chính UAV mới là máy bay gì dạ, tấn công hả Mang vũ khí Tôi đã nói thì dùng Tron Tron của Hoa Kỳ đâu phải là UAV đâu Chiếc MQ-9 của Hoa Kỳ đó Nó gọi là Tron đó Nó có khả năng tấn công luôn Đâu phải chỉ có UAV mới có khả năng tấn công Tron có khả năng tấn công Và những cái Tron rất là nhỏ này thôi Tất cả đều gọi là tròn hết. Có gì sai? Ngồi đó mà phân biệt chữ nghĩa. Tất cả đều là chữ tròn hết. Và tôi không có dịch ra tiếng Việt mà. Tôi gọi bằng chữ tròn mà. Ok. Rồi tiếp tục. Dùng máy bay tấn công cũng sai mẹ nó rồi. Tiếng Việt làm gì có máy bay tấn công và chữ tròn này. Ok. Rồi. Do Thái muốn Hamas đầu hàng thì làm sao chặn đường tiếp tế lương thực của Hamas. Chứ hơn một năm nay trốn với hầm vẫn có lương thực. No. Lương thực của họ không phải là từ tiếp tế từ bên ngoài đâu mà suốt 17 năm nay họ dự trữ lương thực ở dưới các đường hầm hết rồi. Ở giải Gaza là có cả mấy trăm cái đường hầm, cả ngàn cái đường hầm. Họ đào, họ xới, họ làm tất cả mọi thứ trong 17 năm rồi. 17 năm mà Hamas cầm quyền tại Palestine đó, tức là tại giải Gaza đó, họ đâu có thúc đẩy cái vấn đề kinh tế hay là cải thiện cuộc sống đâu. Họ tập trung vào đào các đường hầm để trữ dự trữ vũ khí và lương thực. Để dự trữ vào vũ khí và lương thực. Do đó, cái lương thực của họ đâu có thiếu chưa kể là họ bắt dân ở trên mặt đất họ ở dưới hầm mà dân ở trên á nó nhận nó nhận đồ cứu trợ của liên hiệp quốc xong á nó chuyển xuống dưới hầm á tức là đồ cứu trợ thực phẩm thuốc men của liên hiệp quốc cứu trợ cho dân, dân Palestine á ở trên dân nhận xong nó chuyển xuống dưới hầm cho đám dân quân đó nó nhiều cách lắm nha rồi tiếp tục ok à Ok, cánh tả rất ngại bà Nikki Haley vận động tranh cử cho ông Trump vì khối phiếu ôn hòa ủng hộ cho bà ta tương đối đông. Chả đông bà có 22 cái đại biểu đoàn thôi. Nhưng mà ít nhất lôi kéo được 22 đại biểu đoàn này là đủ rồi. Cả một cái đảng Cộng Hòa có tới gần 2.000 đại biểu đoàn. Thì bây giờ có 22 đại biểu đoàn ủng hộ bà ta thôi. Nhưng mà có sự nhúng vô của bà ta, nó chứng minh sự đoàn kết của đảng Cộng Hòa chứ không phải là khá đông. Trên quy tắc bà ta chỉ có 22 đại biểu đoàn mà thôi nha. Rồi tiếp tục. Ok. Lúc ừ. qua một số cái đọc rồi. À Sao tự nhiên Bắc Hàn lại phá hủy đường biên giới với Nam Hàng về chú Phong? Không phải đường biên giới, đường xuyên biên giới giữa hai nước. Đây là những cái đường chạy xe lửa, những cái trục lộ trước đây đi qua đi lại giữa hai nước. Thì bây giờ Bắc Hàn họ tuyên bố họ không có tham vọng thống nhất Nam Hàng nữa và họ coi là hai quốc gia họ không muốn tiếp xúc nữa thì họ phá họ không muốn tiếp xúc gì với nam hàng nữa họ coi nam hàng là cái thù rồi họ đóng cửa hết thì họ phá thôi tại một không muốn tiếp xúc thì để làm gì để con đường nó làm gì thì phá cho rồi đi đó là cách suy nghĩ của bắc hàn đó nha ok tôi ủng hộ ông Trump nếu dân hải ngoại tại Mỹ biết bỏ phiếu ông Trump là à, ông Trump tất cả phiếu cả dân hải ngoại Việt Nam ở Nam đây bỏ phiếu cũng chưa chắc là làm trong trăm thắng cử đừng coi trọng cái người dân Việt hải ngoại ngoại có hai triệu mấy người à ok ông Trump đắc cử là do chính sách của ông và nhiều sắc tộc khác nhau ủng hộ chứ nói nếu mà nói người Việt không á là mình thổi người Việt lên quá nhiều rồi người Việt ở đây có hai triệu mấy người thôi mà hai triệu mấy người không phải là tất cả đều có quốc tịch đâu. Do đó, ủng hộ ông rất nhiều sắc tộc khác nhau. Cộng đồng người Việt chỉ là một trong những sắc tộc đó thôi. nha Rồi. Nếu Cộng hòa nắm hành pháp, lập pháp có thể thông qua một số luật bầu cử bắt buộc phải có ID nhưng có thể bị cánh tả kiện vì mỗi tiểu bang đều có bầu cử riêng không anh? No. Khi mà luật liên bang đã ra thì tiểu bang phải chịu. Tiểu bang phải chịu mà họ muốn kiện lại. Kiện bằng lý do gì? và nó tuân thủ trên cái hiến pháp ngược lại tiểu bang ra luật mà đụng tới liên bang sẽ bị kiện đó tại vì đã đã vượt thẩm quyền của liên bang thẩm quyền của liên bang là cai quản tất cả nước nước hoa kỳ các tiểu bang vẫn phải lệ thuộc một phần của liên bang do đó trường hợp mà các tiểu bang mà có những cái luật sai đó thì liên bang kiện nhưng mà bên liên bang ra luật rồi tiểu bang không kiện được đó có vị thấy vừa rồi không tiểu bang Virginia ra luật đó và loại trừ một số phiếu đó thì liên bang nó kiện đó liên bang kiện đó còn tiểu ban kiện với điều họ điều kiện là phải có chính danh và trên hiến pháp đó là, nói rằng nó họ đòi hỏi có quốc tịch thì bây giờ liên bang họ nói rằng phải chứng minh quốc tịch chứ họ đâu bắt ra kiểm tra ai đi đâu cái luật của cái step act của ông của bên phía cộng hòa đưa ra trên sàn hạ viện và vừa thông qua đó là họ nói rằng là người đi bầu phải chứng minh mình có quốc tịch họ đâu có nói gì vấn đề id đâu thì khi quý vị đi bầu quý vị chứng minh bằng cách nào một là tờ khai xanh quý vị đẻ tại mỹ hai là nếu quý vị là di dân từ bên ngoài quý vị phải có bằng quốc tịch quý vị phải có cái passport hay là cái thẻ quốc tịch thì còn liên bang họ ra chữ họ dùng chữ cái ngôn ngữ rất là khéo cái luật của Hạ viện kỳ đội thông qua là đòi hỏi phải chứng minh mình là quốc tịch mới được đi bầu. Chứ họ đâu có nói là phải đính kèm ID đâu. Họ chỉ yêu cầu như vậy thôi. Thì là, tiểu bang lấy gì kiện? Tại vì hiến pháp nói rằng chỉ có công dân Mỹ mới được đi bầu. Thì bên hạ bên bên hạ viện và thượng viện họ ra luật đúng, hiến pháp tôi dựa theo hiến pháp mà. Thì phải chứng minh quý vị có quốc tịch mới được đi bầu chứ đúng không? Rồi tiếp tục. À, <laughs> Khi ông Trump lên thì cho phép Ukraine gia nhập NATO hay là tự sản xuất và vũ khí hạt nhân để tự vệ. Tôi cũng không nghĩ hai điều này xảy ra luôn. Ông Trump lên, Ukraine sẽ không nhập liên nhập vào liên minh NATO và Ukraine cũng sẽ không được phép sở hữu vũ khí nguyên tử nhưng ông Trump sẽ đưa lực lượng quân sự của Hoa Kỳ tới trú đóng tại Ukraine tương tự như Nhật Bản, Nam Hàn và Đức để bảo vệ cho Ukraine và sự hiện diện của quân đội Mỹ ở trên lãnh thổ Ukraine sẽ là một cái trở ngại cho Nga do đó Ukraine sẽ không gia nhập NATO và Ukraine cũng sẽ không có vũ khí nguyên tử luôn mà lực lượng quân sự Hoa Kỳ sẽ có mặt tại Ukraine tôi nghĩ đó là cách của ông Trump là ông sẽ bảo vệ tối đa cho Ukraine Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Ok, vậy là Bắc Hàn và Nam Hàn là hai dân tộc khác nhau theo khái niệm của Bắc Hàn. Coi như họ chỉ là hai nước. Coi như là họ chỉ làm hai nước thôi. Thì cũng giống như trong quá khứ lịch sử, Trung Quốc cũng chỉ làm nhiều nước vậy. Thì bây giờ nó trở lại cái giai đoạn đó thôi. Tức là Trung Quốc cũng chỉ làm nhiều nước nào là đại lý, đại tống, thổ phồn này nọ đó. Thì về Bắc Hàn cũng chỉ làm hai nước thôi. Mặc dù họ nói chung một ngôn ngữ. Nó nói chung một ngôn ngữ cũng giống như Đài Loan và Trung Quốc. Cũng nói chung một ngôn ngữ vậy. Nhưng đó là hai nước riêng biệt. Không dính gì nhau cả. Thì cũng tốt nha. Rồi. <laughs> mình đã làm ở McDonald's rồi, ai mà mới vô được làm fan file trước Thì cái vị, đây là cái cách huấn luyện của mặt McDonald's tôi không biết Nhưng mà tại vì tôi chưa bao giờ làm ở McDonald's cả Có điều là khi vào trong đó thì cái vị sẽ được à, huấn luyện bởi những người à, ở trong cái mặt McDonald's Có điều là đứng ở trong đó thì cái vị đã thấy nóng lắm Những cái lò hấp cho tới cái lò chiên cho tới nóng lắm cái vị, không phải dễ đâu Và phải đội nón bới tóc lên đại khái như vậy đó là những cái quy tắc an toàn và sạch sẽ thì bây giờ quý vị nghĩ một ông già 78 tuổi mà đứng ở cây cái, cái lò đó để mà chiên fan file quý vị có tưởng tượng lúc quý vị 78 tuổi quý vị có làm được hay không lúc mà quý vị bước qua 78 tuổi rồi quý vị có làm được như ông Tâm hay không đặt câu hỏi tự mình có câu trả lời nha rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.